Xin chào các bạn. Ngày hôm nay tôi sẽ trao đổi với các bạn một cái chủ đề liên quan đến cây đầu dược. Qua rất nhiều những cái khảo sát của tôi và rất nhiều các câu hỏi của các gia chủ khi mà sắp xếp phòng ngủ ấy, thì thông thường hỏi mệnh của gia đình hay là mệnh con cái nên quay đầu giường về đâu. Ngoài như những cái thực tế ra thì tôi đúc kết rằng này, có rất nhiều trường phái có cách kê khác nhau. Có trường phái thì khuyên người ta đầu giường nên kê về các cái hướng sinh khí, thiên đi, phúc đức và phục vị của bản mệnh. Có những cái trường phái thì khuyên người ta là lấy hướng mặt xoay về cái hướng tốt để đón sinh khí. Đồng thời cũng có những cái trường phái thì lấy dụng thần để chọn phòng, hay đầu giường quay về những cái phương hướng mà có thể nạp được những cái ngũ hành bị khuyết. Chính vì vậy mà có những sự trùng chéo, có những cái đúng, có những phòng có thể sắp xếp được, nhưng có những cái phòng hoặc là cái thế của cái bố cục của trong phòng đó không kê được. Tôi nói ví dụ, nếu như mà theo cái trường phái đầu giường quay về hướng tốt của bản mệnh, có khi nó lại kê đầu ra ngoài phía ngoài cửa, có khi lại quay đầu về hướng WC, hướng bếp hay là vào cửa sổ. Chính vì thế đấy, qua những cái kinh nghiệm của tôi đấy, thì tôi bị đúc kết ra những cái mà làm sao cho nó tốt nhất. Bởi vì nếu theo trên cái lý thuyết ấy, thì trường phái nào cũng có cái lý của họ. Tuy nhiên, người ta phải kết hợp với cái thực tế. Đây mới là cái vấn đề quyết định. Bởi vì nếu như chỉ theo một cái lý thuyết là quay đầu về dụng thần mà mình cần nạp, cần kim hay là thủy, mộc hỏa, nhưng trong cái sắp xếp bố cục của cái phòng đó nó không phù hợp, nó bị cái đầu giường nó xung với cửa chẳng hạn, hay có cái trường hợp và quay đầu theo hướng mệnh chủ thì khi cái đầu giường nó lại gối đầu về cái toilet hay WC hay về cái bếp. Chính vì thế mà theo tôi đấy, cho dù bất kể là kê đầu giường, kê giường ở dọc, ở ngang hay đâu, bất kể vị trí nào, nhưng luôn luôn xác định là gì? Là cái phía đầu giường đấy nó phải kê sát vào một bức tường. Thứ nhất, khi kê đầu giường vào sát vào bức tường, nó đã cảm thấy yên tâm và vững chãi. Đồng thời theo một góc độ 45 độ so với cửa ra vào của phòng ngủ. Đây là cái vùng tụ khí mà tốt nhất, đồng thời cũng đảm bảo người nằm trên đó có thể quan sát được tất cả những di biến động ở phía ngoài. Chính vì thế, khi người nằm trên cái giường đó làm chủ được không gian và thời gian, họ không bị giật mình, họ không bị có những cái tác động mà không đáng có. Chính vì vậy, chỉ có gì là phương án tốt nhất. Đây là một trong những cái mà sẽ dẫn tới cái giấc ngủ của cái người đó nó sâu hơn. Nếu như các bạn trong giấc ngủ mà bị động thì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái giấc ngủ. Ngoài ra, nếu như có điều kiện cái phòng ốc cho phép thì tốt nhất là các bạn có thể kê đầu giường theo trục Bắc Nam hay cục trục Đông Tây, bởi vì cái trục này thì bốn cái vị trí đó là nó là cái từ trường của trục trái đất, cũng dẫn tới những cái giấc ngủ nó được yên ổn, tránh những cái trường hợp mà dẫn tới những hậu quả đáng tiếc mà trong các cái trường phái đều thống nhất. Một số các cái thống nhất của tất cả các trường phái là tránh kê đầu giường
ở dưới xà ngang, tránh đầu giường, quay về những cái vị trí xung sát. Đặc biệt cái đầu giường ấy, cho dù là nó kê như thế nào, ở tường chẳng hạn thì phải tránh cái đầu giường đấy, nó xoay về WC nhà tắm, nó xoay về tường bên kia nó là bếp, hay là phía đằng sau cái đầu giường nó là lối đi lại của cầu thang hoặc là hành lang nó xung động. Ở trên đầu giường thì tránh để cho điều hòa nhiệt độ nó ở trên, hoặc trên đầu giường thì không treo những cái ảnh lớn, nó sẽ có những tác động bất lợi. Ngoài ra tránh cái đầu giường là xung với cửa chính hoặc là kê dưới cửa sổ, nó là đều là những cái bất lợi. Và tránh để quạt trần, quạt điện hay những cái đèn trang trí đè lên trên đầu giường. Đồng thời là tất cả các cái vị trí của gương là không được soi vào giường ngủ, bất kể nó là soi ở vị trí nào. Ngoài ra người ta cũng tránh để những cái vật như hỏa khí và có nhiều các cái năng lượng xấu như tivi, đài đĩa mà xung sát vào. Ngoài ra người ta có đều được cái thống nhất là phòng ngủ nên chọn ánh sáng dịu, màu vàng nhẹ, và màu sơn tường cũng nhạt nhạt, cũng giúp cho người ngủ trên đó được an tâm và không gặp phải những cái đồng sáng dị mộng. Muốn kê ra sao thì bao giờ các bạn cũng chọn một cái vị trí, một bức tường nào đó mà tránh các xung sát. Thì những cái vị trí sau bức tường đó, nó là một cái không gian của một phòng khác thì nó sẽ tốt hơn. Hoặc là không gian đó nó là tường hồi của nhà. Tránh cái trường hợp mà kê đầu giường mà phía sau là những cái vật không sạch sẽ hay bẩn thỉu, nó cũng không tốt. Cũng tránh đầu giường của mình nhìn nghiêng ra cái thì nó cũng xung vào các cái cửa ra vào hay cửa WC, toilet, thì đó là những cái tốt nhất. Nếu như ấy, có những người rất là cầu toàn ấy, thì có thể là chọn cái hướng cửa của phòng ngủ ấy, theo hướng đông tứ trạch hay tây tứ trạch. Đây là nói là những người cầu toàn. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là một cái phương pháp mà giúp cho cái tâm lý mà thôi. Ngoài ra có những cái trường phái cao cấp hơn ấy, thì người ta chọn phòng đó nó có phù hợp với cái mệnh chủ hay không. Người ta sẽ chọn các cái cặp sao mà của huyền không vi tinh. Ở đó người ta lập một cái tinh bàn, người ta biết, ví dụ như các cửa link trước tôi cũng đã chia sẻ đấy, là cái phòng ngủ ấy có những cái tổ hợp, nó có tổ hợp 2 năm, ví dụ như nhà tọa mão hướng dậu chẳng hạn. Thì ở phía Tây Bắc, phía Bắc và phía Đông Nam nó có tổ hợp 2 năm ở đấy thì ngủ, nó cũng giấc ngủ nó cũng không được tốt. Ngoài ra người ta cũng có thể là chọn dụng thân là theo cái bản mệnh. Ví dụ người cần mộc thì nên ngủ ở quay đầu về phía Đông, phía Đông Nam và phía Bắc. Người cần thủy thì có thể quay đầu giường về phía Bắc hoặc phía Tây hoặc phía Tây Bắc để lấy kim sinh thủy. Người cần hỏa thì có thể là quay đầu về phía Nam và phía Đông và phía Đông Nam để hấp thụ. Cho nên hôm nay tôi sẽ giải đáp cho các bạn ấy, nó chỉ gói gọn trong vài ý như sau. Bất luận là các bạn theo trường phái nào, bất luận là các bạn tin vào cái gì, thì trên nguyên tắc là cái giường đó nó chéo một góc 45 độ so với cửa ra vào của phòng đó. Cái thứ hai, nên kê đầu giường dựa vào một bức tường nào đó, nhưng phía sau bức tường không được là WC, là bếp, là lối đi lại và lên xuống của cầu thang, và tránh những cái xà ngang áp đỉnh trên đầu, đặc biệt là không lên để điều hòa nhiệt độ ở trên đầu. Ngoài ra
để đảm bảo cho giấc ngủ sâu nhất ấy, thì các bạn nằm trên đó để có thể quan sát được toàn bộ di biến động ở phía cửa ra vào. Đó là những cái yêu cầu tối thiểu. Đặc biệt tránh các loại gương ở tủ phản chiếu, những cái bàn gương trang điểm soi vào, và không nên để những ánh nắng mặt trời nó chiếu thẳng qua cửa sổ vào cái vị trí mình nằm. Đó là một trong cái giải pháp tốt nhất. Bởi vì rất nhiều người thông thường ấy là cứ áp dụng không chỉ để vào cái kê đầu giường, và luôn luôn nghĩ là mệnh của người này phải quay đầu về hướng Tây, Tây Nam, Tây Bắc, Đông Bắc. Mệnh của người này phải quay về hướng Đông, Đông Nam và Nam và Bắc. Tuy nhiên nó hoàn toàn không đúng. Bởi vậy mà hôm nay thì tôi cũng phát cái clip này giúp cho các bạn đỡ có những cái thắc mắc, và nó cũng rất đơn giản thôi. Thì chúng ta không cần thiết phải xé lẻ ra để các cái chi tiết, bởi vì mọi người ở bây giờ thời đại 4.0 rồi, thì mọi cái lý luận nó chỉ là thực tiễn và cũng không cần phải giải thích cho các bạn nhiều. Hôm nay cũng là cái ngày mùng 1 đầu tháng ấy, thì tôi cũng phát cái clip này, hy vọng các bạn cũng đơn giản hóa cách kê giường làm sao cho nó phù hợp và tốt nhất. Chúc các bạn một tháng tốt lành và nhiều may mắn.